em nha. Tiếp tục thì hôm nay cái buổi chiều của tại chùa Nha Sĩ mới các bạn. Đó thì cũng là vào cái buổi chiều là lễ dân bông ở tại chùa Nha Sĩ mới nha. Đó còn các tay đua thì anh em cũng đang tập hợp lại đây để chúng ta test cho quen xăng là ngày cuối nha các bạn. Còn ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào cho một trận đua hoành tráng tại là Nha Sĩ mới. Rồi các bạn cùng xem thì hiện tại đang trên sông chúng ta thì cũng là khá đông đúc, các ghe và những đoàn đi để lại dân bông cho chùa Nha Sĩ mới các bạn. Đây các bạn, dài trên sông chúng ta thì các bạn cũng đã thấy hiện tại nè, anh em ghe cũng đang ra sông để tập luyện. Và nói ngay bữa nay cũng trời hơi mưa nha các bạn, chứ phải trời nắng thì quá vui. Đó, hình như là dài ở đây cũng có mấy phái đoàn nó đang đi lại để dân bông mà làm như bị dính lục bình tại sông Sóc Trăng mới nha các bạn. Còn đây thì cano của anh Phát nha các bạn, mô tô nước. Đây là anh Phát mình đang lái luôn. Đây là ngay địa bàn của là anh Phát các bạn. Quá wow, mấy hai thị đẳng đang kéo o lại nữa kìa. Rồi còn đây thì Tính đang lái cano lại luôn, mô tô nước quá nhộn nhịp. Ở đằng đó thì các bạn cũng đã thấy xa đó ha, cũng có rất là mấy phái đoàn hiện tại đang lại để dân bông, rồi thêm là các ghe, rồi anh em cũng đang tập hợp dần. Sông Nha Sĩ mới các bạn. Ở đây thì các ghe chỗ lãi cũng hiện tại đang lại chùa. Hôm nay hội tụ ra đây dữ lắm luôn nha các bạn. Tại vì vừa chỗ đua rồi thêm là ghe ngó. Ôi gọi nó chạy một cái rồi hơi rồi. Rồi mô tô nước hai chiếc song song, hiện tại anh em đang so cửa luôn các bạn. Quá vui chưa, có gì ở đâu bằng là ở lại Nha Sĩ mới các bạn, ngay cái lò của anh em cano và mô tô nước luôn. Đây kìa, wow, trẻ sống. Đang chạy né, hồi gọi né giỏ giỏ bị nước sống. Ồ lặng lẫn gà luôn á anh Phát nha bạn, lặng ghê lắm. Quá lướt. Hết hồn chạy rồi. Rồi còn đây thì bà con cũng đi dõi lại để mình dân bông nè các bạn. Đó.
Có tớp thì mình đi bằng vỏ, còn có tớp thì đi trên bộ, có tớp đi trên xe, và cũng có tớp thì đi chẹt lại các bạn. Có gì vui bằng sông nước chúng ta dâng bông. Ở đây cũng là một cái vỏ mới tới nữa. Rồi đây, cano thì em tính lái nha. Rồi bây giờ thì các bạn cũng đã thấy xa xa của chúng ta thấy hiện tại là ba ghe mini, thì trong đó là nha si cũ và nha si mới 1 với lại là nha si mới 2. Hiện tại anh em đang so kè lại kìa. Đó, rồi thêm là 2 chiếc vỏ lãi đang bơi các bạn. Đó thì ngày mai cũng là từ mí này chúng ta sẽ xuất phát xuống đây. Thấy vui không? Đó, các bạn thấy là 3 ghe ngo mini và 2 vỏ lãi luôn. Nó đang tăng tốc xuống rồi. Đó, các bạn thấy là mấy chiếc phà hiện tại là đang đi lại dâng bông rất là vui luôn rồi kìa. Quậy với phà xéo hoạt luôn rồi. Giờ này trời mưa các bạn, mình đang đứng mình quay trời mưa luôn. Thì bên tay phải màn hình các bạn trong trang phục màu đỏ là hình như là nha si mới 1. Còn cái ghe màu xanh bên tay trái màn hình đó là nha si mới, nha si cũ. Còn trong ghe giữa thì đây là nha si mới 2. Bây giờ hai ghe các bạn thấy là nha si mới 2 và nha si cũ hình như đang so kè. Đang so kè. Hình như là nha si mới 1 anh em đang dẫn nhích hơn một chút so với hai ghe kia nhưng chưa biết là sao. Rồi bây giờ hai ghe đang so, ba ghe đang so kè xuống các bạn. Yeah, quá kịch tính cho ba ghe. Hôm nay là ngày cuối cùng bởi cho nên anh em ra săn để đang luyện săn với nhau các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào trận đua. Bây giờ nha, bây giờ tăng tốc các bạn ơi, ba ghe đang so kè luôn rồi. Hải hồn ơi, hải hồn ơi. Hình như nha si mới 2 đang vượt lên. Nha si mới 2 đang vượt mà nha si mới 1 đang vượt luôn. Trời ơi, vậy là lắng xăng luôn rồi. Đâm luôn. Ây cha, nha si cũ và nha si mới 2. Rồi vậy thì nha si mới 1 ung dung về đích các bạn. Wow. Quá bứt phá của anh em. Ba ghe trước mắt mình đây thì chỉ có ba ghe thôi ha. Rồi bắt đầu còn anh em ở đây cano gà vỏ lãi anh em đang test với nhau sôi nổi trên đây luôn. Wow, ở đẳng là hình như là ba phà đang lợi luôn, quá vui rồi. Mấy chiếc cano này đang chạy lay gai chứ có thể là anh em đang chạy từ từ để ngồi dẫn cái đoàn nó xuống luôn hay sao á. Đây các bạn, quá vui luôn rồi kìa. Đó đúng rồi, vậy là hai chiếc cano này có thể là chạy lay gai một hồi dẫn hai cái phà, mấy cái phà này xuống. Phà chạy lay gai các bạn, không có chạy lẹ ha, bởi cho nên hơi chậm nha. Kubota, Kubota anh Huệ đã tài trợ cho bộ áo của nhà si mới 1 luôn nha các bạn. Ừ.
Đây 6 điệp tại chợ Gia Sim mới 2. Cái mắt bên đây thì chỉ được 3 ghe ha. Bên này thì Gia Sim cũ. Gia Sim cũ thì các bạn đã biết thật được rồi, thì chúng ta anh em đã về lọt vào vòng 32 đội. Nhưng mà tới vòng 16 thì anh em chúng ta buộc phải lội đụng ngay với cả Lăng Ông. Thì ở tại chùa có một cái sân khấu để cho các em của nhà sĩ mới đại diện để chúng ta múa dù kê. Bấm. Đây chiếc này thì 2 lốc 40 HP. Cano. Gì chạy dữ vậy trời, đúng mà động cơ chạy xé gió thiệt. Bốn máy các bạn, động cơ bốn máy mà không biết là Isuzu hay gì á. Nè các bạn coi trên sông hiện tại bây giờ đang dày đặc 2-3 chiếc phà lớn luôn đó, bây giờ đang kè với nhau để đi lại chùa nha. Quá vui luôn, nhảy sông luôn kìa. Có gì vui bằng cảnh này các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục thì anh em ra quân và tiếp tục nữa đây. Nhà sĩ cũ và Sóc Giang mới 2, nhà sĩ mới 2. Honda 13 của em đệ các bạn. Cái đệ, bà báo. Bà báo luôn hả? Ừ. Bà báo luôn. Em đệ bà báo. Đâu đâu đâu. Wow. Phát các bạn, tay này của anh Phát thì đỉnh cao rồi. Anh Phát mình tung mô tô tô nước thì biểu diễn là anh em thấy là phải phê. Kể cây ba sữa chưa thở. Lạn kìa đó, ai cháu whip chưa các bạn. Bản lĩnh của lấy mô tô nước của anh Phát mình thì các bạn hiểu rồi, dữ lắm, đỉnh luôn. Rồi các bạn thấy kìa đó, hiện tại trên sông chúng ta phải nói là rất là vui luôn các bạn, thấy không? Hiện tại đang ghe đang lay gai lại thôi. Quá vui luôn không? Anh Phát mình lái mô tô nước là đỉnh luôn.
kè với nhau luôn các bạn. Ai cha chỗ trời. Ghê. Ghê. Không đau 13. Cái hôm ơi. Quá whip thiệt. Phát quay đục nước luôn. Rồi các bạn thấy hiện tại xa xa thì chiếc có những đoàn hiện tại đang đi dân bông cũng đã sắp sửa tới nha các bạn. Phát anh quậy đẳng hải hồn luôn rồi nè. Khủng khiếp rồi. Rồi bây giờ thì phái đoàn này cũng gần tới rồi các bạn. Quá vui luôn. Đây thì nha si mới 2. Anh em đang test cho lên lại các bạn. Đang so kè nha si mới 2, nha si mới 1 các bạn. Dạ kế đây thì nha si cũ. Rồi ba ghe tiếp tục so kè nữa các bạn. Đang so kè. Trời ơi cái máy xe nó chen vô giữa nó chạy luôn. Hải hồn à. Quỷ thiệt chứ. Có chỗ đạt được. Làm anh em gần tay bơi luôn. Rồi bắt đầu tăng tốc phút cuối kìa các bạn. Nha si mới 1 hình như mình thấy chiếm ưu thế hơn hết trơn luôn nha. Nha si mới. Quá vui, quá vui rồi. Quá trớn luôn. Quá vui nhanh xong luôn các bạn. Cano nó đẳng quậy đẳng luôn kìa. Rồi hai vỏ lại đang so kè. Rồi xuất phát các bạn. Xuất phát coi sao. Hải hồn ơi, hải hồn ơi. Ây cha, bên áo xanh khoắn này không kịp với áo xanh đột chuối ơi. Quá dữ. Rồi lạc lái luôn. Rồi kế đây thì các bạn thấy ha, nó hiện tại là ghe đang lại. Bây giờ chúng ta tập trung lại với nhau luôn rồi. Đó, giờ đang gần tới chùa nha các bạn. Quá vui, quá vui. Không có gì bằng sông nước. Thank you.
xe luôn. Rồi. Bắt đi. Và bây giờ ở đây thì khách cũng đang tiếp đón phái đoàn lại nha các bạn. Rồi đang lại kìa. Rồi ở đây một giỏ cũng đang đi theo luôn nha các bạn. Rồi ở sau thì cũng đang từ từ theo luôn. Hiện tại đang xong thì các bạn thấy rồi, bây giờ dây đặt hết trơn luôn. Rồi ghe này thì tấp vô đây rồi. สมกีสมกีอนันตปาวสกาวกาสมกีปมเปิ้งนาวบนกุศลบะเวงนามเมาเข้าสิใดสุขโซมอะนะโมตะเนียนะบนกะทันนาเตียนระบอบโลกตะยมซอมโลกยอยงเตื้อโซมอะนะโมตะเนียโซมอะนะโมตะเนียนะบนกะทันนาเตียนโซมอะนะโมตะเนียนะบนกะเทียนนะไว้บ้านนาวบนกุศลเรียงเรียงคลวนโซมอะนะโมตะเนีย
đâu à, dương nhau là đẹp cho bà chú à chị mà đâu à nhà đâu nhà ta không phải sao từ từ đợi sao từ từ sư. Sư từ từ chờ sao vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta mẹ 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 m